Hình ảnh Kim Joo-ae, con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, xuất hiện tại các sự kiện lớn đã làm dấy lên sự bất mãn trong những người dân đang phải chịu đựng cuộc sống khó khăn. Những người dân theo dõi Kim Joo-ae nói rằng, cô ấy được ăn uống thật đầy đủ, mặt cô ấy trắng nõn và tròn trịa như mặt trăng, trong khi đó rất nhiều người ở Triều Tiên đang chết đói. Một nguồn tin cho biết, hiện tại người dân không được ăn uống đàng hoàng nên chỉ còn trơ xương gò má. Khi thấy những khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm của những đứa trẻ thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện tuyên truyền, họ đã tức giận vì chúng quá khác biệt so với khuôn mặt gầy guộc của những đứa trẻ dân thường, không được ăn uống ngày ba bữa vì thiếu thức ăn và nghèo đói. Ngoài ra, tại các sự kiện, người ta còn thấy con gái ông Kim để tóc dài, đội mũ đen kiểu phương Tây hay đeo găng tay da đắt tiền. Trong khi đó, chính quyền nước này nói rằng họ đang xóa bỏ văn hóa của chủ nghĩa tư bản và kiểm soát nữ sinh tuổi teen không được để tóc dài quá vai hay mặc quần áo thời trang kiểu cách. Điều này khiến người dân càng thêm bất mãn. Trang phục và ngoại hình của Kim Joo-ae hoàn toàn khác biệt so với những gì một cô gái tuổi teen bình thường có thể có được. Cuộc sống xa hoa của nhà Kim Jong-un. Một báo cáo của cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, trong khi người dân Triều Tiên đang phải vật lộn với cuộc sống thiếu ăn, thì con gái nhà lãnh đạo Kim Joo-ae tận hưởng một cuộc sống rất xa hoa. Cô bé 11 tuổi sống cùng gia đình trong ngôi biệt thự rộng lớn bên bãi biển xinh đẹp ở thành phố Wonsan. Cô còn có một anh cả và một người em. Khu bất động sản nhà ông Kim được ví như khu nghỉ dưỡng khổng lồ Mar-a-Lago của cựu tổng thống Trump. Khu đất này còn có hồ bơi, sân tennis, sân bóng đá, đường trượt nước và sân vận động thể thao. Joo-ae được học tại nhà và chưa bao giờ theo học tại một cơ sở giáo dục chính thức nào. Cô bé thường dành thời gian rảnh rỗi để bơi lội, trượt tuyết và cưỡi ngựa. Các chuyên gia cũng tiết lộ ông Kim Jong-un và gia đình còn sở hữu 15 biệt thự và cung điện khác nằm rải rác trên khắp đất nước. Khi đã chán Wonsan, gia đình này có thể đến những biệt thự khác thông qua mạng lưới đường hầm và đường sắt dưới lòng đất nhằm thoát khỏi con mắt tò mò của các vệ tinh tình báo nước ngoài. Ngoài ra, ông Kim còn sở hữu ít nhất một phi cơ riêng, một du thuyền sang trọng và hơn 100 chiếc xe hơi thể thao hạng sang. Kim Jong-un cũng chi hàng trăm triệu USD mỗi năm để nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ, trong đó bao gồm nước hoa, rượu vang cao cấp và thú cưng nước ngoài. Michael Madden, một chuyên gia về Triều Tiên cho biết, Joo-ae có một cuộc sống rất sung sướng. Cô bé và các anh chị em có đầy đủ bảo mẫu, quản gia, nhưng họ cũng rất hay đi chơi với bố mẹ. Theo Madden, Joo-ae có thể sẽ không đi du học vì lo ngại về an toàn, nhưng cô sẽ được tiếp cận với thế giới bên ngoài theo cách mà nhiều thanh niên Triều Tiên không bao giờ có được. Madden nói, giới tinh hoa Triều Tiên có quyền tự do tiếp cận với thế giới bên ngoài. Kim Jong-un xem CNN mọi lúc mọi nơi. Ông ấy cũng xem The Matrix và nghe nhạc Prince, Madonna. Joo-ae cũng có quyền truy cập Internet, tôi đảm bảo với bạn. Cuộc sống xa hoa của gia đình Kim Jong-un trái ngược hẳn với cuộc sống của người dân Triều Tiên. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính, khoảng 60% người dân Triều Tiên phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực vào cuối năm 2021.